nhưng mà chị về gia đình chồng 2 năm nhưng mà không có con. Thì một lần vô tình Tết em xuống em chơi thì bà xui mới nói như thế này: gia đình nhà tôi không ai vô sinh. Thì em nghe thấy em cũng không nhịn được và em nói: bà ơi, nhà con có ba chị em gái nhưng mà nhà con cũng không ai vô sinh, chị con hai đứa và con cũng có một đứa bé trai. Vậy thì bây giờ muốn biết nguyên nhân từ anh hay từ chị con thì bà cứ nói anh sắp xếp lên Sài Gòn, con sẽ là người đưa anh chị đi khám. Thì con nghe, em nghe được như vậy em cũng thương chị, tại vì chị là cái người mà đã nuôi mình từ bé, từ lúc mẹ mình mất, chị là cái người mà đi làm thuê làm mướn nuôi nuôi mình. Thì có cái bài hát chị tôi đó, em rất thích là cái bài đó, thì chị mình y chang là cái người như vậy. Thì mình rất là thương chị và bắt đầu là mình đưa chị lên đi khám, thì bà chị cứ sắp xếp đi lên đi, tiền không có thì mình mượn đi để biết cái nguyên nhân, về nói với gia đình chồng. Thì chị lên, hai vợ chồng chị lên, thì lúc đó em cũng giống như lời hứa em đưa chị với anh đi. Thì vô cái bệnh viện Mê Công mà gần công ty Audi bên em mình á, em đưa anh chị vô khám xét nghiệm các kiểu, thì khám chị không có vấn đề gì hết, chị không có vấn đề gì cả. Nguyên nhân là do anh yếu, tinh trùng của anh rất là yếu. Họ cho anh vô trong phòng khám, họ làm những cái kích thích nhưng mà tinh trùng của anh vẫn không lên, không có ra được tinh trùng. Thì cái kết luận là ở nơi anh, cái kết luận là do anh yếu tinh trùng. Thì người ta mới chuyển anh qua bệnh viện Bình Dân để làm kỹ hơn. Thì anh qua bên đó và cái kết quả như vậy. Thì em có hỏi bác sĩ là với ví dụ bây giờ chị muốn có con thì mình làm sao, thì bác sĩ mới nói là bây giờ có thể là cái tinh trùng, cái chi phí của nó tầm 70 cho tới 100 triệu. Thì chị buồn bã chị không chịu, và vậy thôi thì em tôn trọng quyết định của anh chị về quê. Thì cái cơ may năm 2016 em tháng 11 thi có cùng em về dưới Hòn Đất đó, nghe chỗ chợ Vằn Rầy chia sẻ Gieo Nét. Thì cái kết quả em cũng không nghĩ, em lúc đó là em chưa có được học về nhiều Gieo Nét tại vì không có quy trình hiện đại như bây giờ. Thì chia sẻ với chị là chị biết muốn là chị uống chị khỏe như mình thôi, chứ không có biết là ở Gieo Nét sẽ hỗ trợ về cái hiếm muộn. Chị ăn chị uống khoảng tầm 3 hay đến 4 hộp gì đó, thì chị điện lên chị nói: ê, tao có bầu rồi. Mình nghe mà mình rớt nước mắt, mình nói chị nói chơi nó dở. Cái này chị nói: không, tao có bầu thật. Bảo vậy em chúc mừng chị. Nhưng mà chị nhớ, chị em mình thiếu quá nhiều dinh dưỡng. Có bầu hay không chị vẫn phải uống nhiều nét. Và lúc đó là em cũng nghe mang máng là cái viên tảo nâu mà không được dùng cho người mang thai, nhưng mà em biết tảo nâu là gì, tức là cái viên acetylcholine này cả nhà. Em vẫn cho chị em dùng, không bỏ ra, không bỏ ra, và em luôn cho chị em dùng thêm cái bột này nữa. Thì 2017 chị sanh em bé, 2017, nhưng mà trước lúc sanh em bé á, là cái khoảng tầm chị có bầu 5 đến 6 tháng, thì khám ở bệnh viện Rạch Giá người ta nói chị là có thai trứng. Cả nhà mình có biết thai trứng là gì không? Em thì em không rành, nhưng mà lần đầu tiên mình nghe chị mình điện lên chị mình khóc, chị mình nói là người ta nói tao như vậy thì có vẻ là chị mình chắc mình là do mình cho chị mình uống cái gì đó để chị mình có. Thì mình em rất là bình tĩnh, được cái là em rất là bình tĩnh, em mới nói vậy nè: em lần đầu tiên trong cuộc đời em nghe thai trứng. Vậy thì bây giờ chị cứ đi lên đây, chị bắt xe chị lên đây ngay ngày hôm đêm hôm nay cho em, ngày mai em sẽ đưa chị đi từ vũ khám. Thì đi từ vũ khám, mà trước khi đi từ vũ khám thì cái tâm lý gia đình chồng của chị em rất là ghê. Họ nói là cũng có, tức là di truyền gia đình của bên chồng em có cái chứng mà dạng như là những người hay bị đau, tức là không bình thường. Thì cái chị dâu thứ nhất chị cũng bị thai trứng và không có con, tức là lần nào chị có thai là cũng thai trứng và hút ra là cả một thau, tức là thai trứng không có hình thành người. Thì chị nghe thì chị rất là sợ và em mới nói vậy thôi, chị cứ bình tĩnh, chị lên đây với em đưa chị đi bệnh viện, tại vì trên thành phố này nó nhiều cái bệnh viện hay lắm. Và chị bắt xe chị đi lên trong đêm hôm đó, thì sáng hôm sau đưa chị đi bệnh viện Từ Dũ khám. Thì ở đây họ bắt chị chọc ối, họ bắt chị chọc ối nhưng mà chồng chị lại không đi. Thì không có chồng mình phải là người thay ra ký cam kết hết tất cả mọi thứ để chọc ối với em bé có như thế nào không. Và khi chọc ối xong thì người ta cũng nói là thai phát triển bình thường không có gì hết, cho về quê. Về quê thì 15 ngày đi lấy kết quả, thì em là người đi lấy kết quả cho chị và gửi về. Thì hỏi bác sĩ không sao. Tới cái năm, tới cái tháng 4 hay gì đó 2017 chị sanh một đứa em bé. Mà trên cả tuyệt vời, chị bốn mấy tuổi nhưng mà chị sanh bình thường. Vì em bé có 2,7 thôi,
Chị Săn bình thường mà cả nhà biết ở cái độ tuổi 45 hay 47 chị vẫn có sữa cho em bé uống nhờ cái dòng Gelmex, em vẫn nói, chị tin em là chị đã có thai rồi và chị tin em là thai của chị rất là khỏe mạnh, thì bây giờ chị tin em, chị pha này, chị uống đúng đủ đều. Thì lúc đó em chưa có em bé thứ hai, em mới có bé thứ nhất, thì em là cái người từ Sài Gòn em về đó em chăm chị, lúc đó là biết ơn Ori rất là nhiều lần, tại vì mình làm công việc này đi đâu mình cũng đi được, mình đi về mình chăm chị ở bệnh viện, xong rồi mình về nhà ở dưới Đầm Rồng mình chăm chị được 1 tuần thì chị cũng ổn rồi, mình thấy là chị sữa sải cho con các kiểu rồi mình ổn rồi, mình đi về.